VinFast, từ tai tiếng đến danh tiếng. Cho đến giờ phút này, thời điểm tháng 4 năm 2024, có thể nói VinFast vẫn là chàng David tí hon đã dám công khai bước ra sân chơi toàn cầu của ngành ô tô với nhiều gã khổng lồ Goliath về xe hơi. Kể từ thời điểm ban đầu, người có tư duy thông thường đều nhìn thấy khó khăn và thách thức khi xuất phát điểm của VinFast là số 0. Dù bệ đỡ Vingroup đang là tập đoàn tư nhân số 1 Việt Nam với thế mạnh là một số lĩnh vực, nhưng không có dấu hiệu của công nghệ công nghiệp. Và tai tiếng đầu tiên VinFast được nghe là họ lập dự án ảo để thâu tóm đất đai là chính khi khởi công dự án sản xuất năm 2017, rồi làm nhà máy đánh bóng tên tuổi tại triển lãm Paris Motor Show 2018 với hai mẫu sedan 5 chỗ và 7 chỗ, với mục tiêu sau lùa gà bán cổ phiếu, bán dự án xe hơi kiếm lời. Khi VinFast chính thức giao xe thì họ được khoác tai tiếng chỉ mua linh kiện về lắp ráp là chính, vân vân. Rồi khi xe bị lỗi, bị một số sự cố như bất cứ một hãng xe hơi nào dù đã phát triển lâu năm, thậm chí xe bị tai nạn do người lái, thì họ bị thêm tai tiếng nghi ngờ về năng lực làm xe hơi, phát triển nóng vội, vân vân. Xem lại thời điểm trước khi VinFast quyết định làm xe hơi, với vị thế một doanh nhân từng làm ăn ở Đông Âu và giờ thành công ở vai trò doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, dư địa cho ông Vượng tiếp tục gặt hái ở phạm vi Việt Nam không còn nhiều. Ông Vượng có thể đã đối diện hai lựa chọn. Thứ nhất, lựa chọn an toàn là tìm cách quản trị tốt các lĩnh vực đang làm, có thể thêm vài lĩnh vực phụ trợ, tiếp tục giữ vị trí doanh nghiệp tư nhân hàng đầu ở Việt Nam, có thể tìm cách tạo danh tiếng ở vài lĩnh vực làm tốt và dừng nghiệp doanh nhân số 1 Việt Nam khi về già. Thứ hai, lựa chọn làm VinFast, một cuộc chơi khó và thành thực mà nói, chưa có doanh nhân Việt Nam nào làm được và tạo dấu ấn rõ nét ở phạm vi quốc tế trên quy mô toàn cầu. VinFast thực sự là canh bạc lớn, mà nếu thua, bệ đỡ của VinFast là Vingroup cũng liềng xiềng. Tiềm lực và danh tiếng của Vingroup cũng hao tổn và có thể đánh dấu sự suy yếu của đế chế này. Ông Vượng rất có thể cũng mất luôn ngôi vị doanh nhân số 1 Việt Nam ở hiện tại. Ở cái tuổi đang vào ngưỡng chín và đỉnh cao của đời doanh nhân, ông Vượng quyết định đốt cháy mình để lao vào lựa chọn số 2 với canh bạc đầy rủi ro, hao tổn tâm lực khi sẽ phải đấu với những doanh nhân và nhà tài phiệt của nhiều nền kinh tế lớn từ phương Đông sang phương Tây, với kinh nghiệm và quyền lực lập vua thị trường, bao gồm cả thị trường hàng hóa vật chất và dòng máu tài chính. Hiện nay, với mục tiêu là kỳ vọng thâm nhập thị trường khó tính nhất thế giới là Mỹ đã ít nhiều đạt được bước đầu với những lô xe xuất khẩu đầu tiên, VinFast lại tiếp tục khoác thêm tai tiếng đang cố gắng bằng mọi cách và mọi chi phí để bán xe nhằm mục đích thực hiện IPO, có nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng trong năm 2023 để gọi vốn, lùa gà các nhà đầu tư. Sự thực thì VinFast là dự án khởi đầu nhỏ, nhưng mục tiêu và tham vọng lớn, và giờ có thể nói là đang cưỡi trên lưng cọp, muốn đi tiếp và phát triển. Đương nhiên VinFast cần thêm tiền để đầu tư, nghiên cứu phát triển, mở rộng thị trường như họ công bố đang triển khai tại EU, Ấn Độ hay Indonesia gần đây. Họ phải làm mọi cách để chứng minh cho người tiêu dùng lẫn nhà đầu tư cho tay vào túi móc hầu bao. Và khi đã bước ra sân chơi quốc tế, những mẹo mực, thủ thuật khó có thể nào qua mặt được số đông người tiêu dùng và nhà đầu tư có kinh nghiệm, hiểu biết và khôn ngoan. Vì vậy, thực tế là cũng chỉ có một con đường duy nhất với họ là với hạn chế về kinh nghiệm, nguồn lực, VinFast phải thực thi vượt trội mọi mặt từ thiết kế, chế tạo, hoàn thiện cho đến về chất lượng xe, chất lượng dịch vụ để thuyết phục người tiêu dùng lẫn nhà đầu tư. Hy vọng với tính cách và phong cách nhanh, quyết liệt từ cá nhân ông Vượng cho đến tập đoàn Vingroup và cả VinFast, VinFast sẽ làm được những điều nhanh vượt trội để có thể thành công, đúng như một thành tố cấu thành trong tên gọi của chính nó ở ngôn ngữ quốc tế là fast, trong tiếng Anh nghĩa là nhanh, để có thể đạt được quá trình từ tai tiếng đến danh tiếng trong thời gian nhanh nhất. Dù thế nào, với những dấu ấn trong vòng hơn 6 năm qua, ông Vượng và đội ngũ đang thực hiện một hành trình chưa từng có,
kể cả trong lịch sử phát triển của các hãng ô tô tầm cỡ thế giới. Nếu thắng lợi, đó là thành quả xứng đáng. Còn nếu thất bại, đó cũng là một hành trình giàu cảm xúc và đầy trải nghiệm.